từng gặp một ai ngọt ngào hơn em. Chỉ bằng lời nói anh đã khiến em tin mà chẳng nghi ngờ. Anh nói chính anh nói mình sẽ hạnh phúc em ơi, bằng con tim yêu đuối chót vun vỡ thành những ngày dài không tiếng cười. Dường như anh gặp ai đều cũng buông đôi lời yêu vô tâm ngọt ngào. Người con gái anh chọn là ai, chắc không phải em đâu anh nhỉ. Người con gái ấy có thực sự tốt với anh. Người con gái anh yêu giờ đây có đang cần anh như anh nghĩ, hay anh cũng chỉ mình mới biết em là người dưng đấy ư. Người ta nói yêu anh là sai, nhưng em vẫn tin là mình đúng. Cuối cùng người duy nhất cũng không là em. Chắc không phải em.